Hôm qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ trên cả nước. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa lũ đã khiến cho 10 người chết, 1 người mất tích, thiệt hại tài sản hơn 1.000 tỷ đồng. Mặc dù các địa phương đều dồn sức ứng phó, khắc phục hậu quả của lũ lụt, nhưng đến lúc này ở những vùng hứng chịu lũ lụt, khó khăn vẫn chất chồng. Tại tỉnh Lâm Đồng, lũ lụt đi qua để lại thiệt hại vô cùng nặng nề. Lũ lụt trên diện rộng từ Lạc Dương đến Đà Lạt, Bảo Lộc, Đà Hoai, Đà Tẻ, Cát Tiên. Khoảng 2.500 ngôi nhà bị ngập nước, tài sản của nhiều gia đình bị cuốn trôi. Hạ tầng giao thông ở nhiều nơi bị hư hại nặng nề, càng khiến cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ thêm gặp nhiều khó khăn. Thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận là nơi đứng đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Đây cũng là khu vực gánh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua. Đồng tiền này là 2 sào rưỡi. Cúc để thu rằm tháng 7 này là 4 sào. Lô là 2 sào mấy. Còn xuống non kia thì 4 sào. Và bây giờ là không lấy được cái gì hết. Rồi còn cái tiền mà thiệt hại của cái nhà kính mà để làm lại nữa, thiệt hại phải lên đến 4-5 tỷ đồng. Chỉ riêng ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, hàng chục cái ta nhà kính trồng rau, hoa, công nghệ cao bị nước lũ xóa sổ, các trại nuôi cá tầm bị lũ cuốn trôi. Chỉ một xã này, mức thiệt hại đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Người dân trong vùng cho rằng lũ lụt bất thường đã khiến cho họ không kịp ứng phó, bởi vậy giảm thiệt hại là chuyện không thể. Bất thường đó là từ được nhắc đi nhắc lại vào những ngày qua khi nói về đợt lũ lụt ở Tây Nguyên nói chung và ở Lâm Đồng nói riêng. Bất thường vì lẽ, tại một số nơi như là ở Đà Lạt, mặc dù cường độ mưa không lớn trong ngày cao điểm lũ lụt đó là vào ngày 8 tháng 8, thì ở thành phố này nhiều nơi vẫn ngập sâu trong nước. Tôi ở đây từ năm 1960 đến giờ, hồi xưa là không có cái vụ đó, không có ngập lụt nào mà như cái năm hở năm nay. Mà trong cái tháng này anh thành là cái mùa mưa là rất là quan trọng, đừng nên để mà nó phá rừng, mình phải kiểm tra rừng, mình phải làm thế nào để giữ cái nguồn. Thứ nhất là bây giờ là nạn phá rừng nhiều quá, thứ hai nữa là bây giờ trên thượng nguồn á là người ta khai thác khoáng sản rất là nhiều, bây giờ trong đó là người ta múc đồi múc núi rất là nhiều. Nếu mà mình có thời gian mình vào đó mình xem thì cho nó giờ rừng núi giờ là ao hồ sông suối giờ là múc tùm lum tùm la hết. Đà Lạt vùng trung tâm và vùng phụ cận đó, thì chủ yếu nó là phát triển về vấn đề đô thị. Đấy. Trước đây lúc mà tôi vào Đà Lạt vào năm 1976 lần đầu tiên tôi vào Đà Lạt, tức là cách đây 40 năm, thì coi như là có thể nói rằng là ngay trong trung tâm thành phố Đà Lạt có rất nhiều thông. Nhưng bây giờ thì coi như là đô thị phát triển lên, giành đất của rừng, và bây giờ thì người ta đã nhận thấy tức là gần như là phải trả giá vì cái chuyện môi trường, vì cái chuyện tức là cái hệ sinh thái của môi trường nó bị phá vỡ, và do đó cho nên gây ra rất nhiều cái hiện tượng.